Bộ phim Cửu Long Thành Trại nhận được sự hoan nghênh và thu hút ngay từ khi ra mắt. Chỉ sau chưa đầy một tuần, doanh thu đã vượt qua con số 20 triệu đô la, tạo ra một cú sốc mạnh mẽ cho thị trường điện ảnh đồng thời mang lại một làn gió mới mẻ khi thành công đào tạo lên một đội ngũ diễn viên trẻ, bao gồm Lâm Phong, Lưu Tuấn Khiêm, Hồ Tử Đông và Trương Văn Kiệt, tạo nên bộ bốn thiếu niên của Cửu Long Thành Trại. Họ đã đảm nhận vai trò quan trọng trong phim, làm cho khán giả không thể không ngạc nhiên. Đặc biệt là với Lâm Phong, mặc dù đã có hơn 20 năm kinh nghiệm đóng phim, nhưng những vai diễn của anh luôn không phải là những nhân vật chính trị hoặc chỉ biết tạo dáng hoặc giữ vẻ côn và luôn thiếu những tác phẩm đại diện. Cho đến bộ phim Cửu Long Thành Trại này, từ việc bị bắt nạt và bị lờ đi từ đầu đến việc sau đó đứng lên bảo vệ công lý cho địa phương của mình, sự nhiệt huyết ấy khiến mọi người trong phòng không thể không cảm động. Cũng khiến nhiều người nhận ra rằng Lâm Phong thật sự đã diễn xuất tốt. 20 năm đổi lại sự khen ngợi của khán giả, thậm chí là sự phản biện, tất cả đều xứng đáng. Là định kiến hay là ấn tượng ban đầu khi nghe Lâm Phong đóng phim hành động, điều đầu tiên mà mọi người thường nghĩ đến là hoa quyến xiết túi cho đến khi vào xem phim mọi người mới nhận ra rằng lâm phong một diễn viên không chuyên hành động nhưng lại có trình độ gần như chuyên nghiệp điều đó thực sự đáng để khen ngợi lần này thực sự là một thử thách mới toàn bộ diễn viên phải tập trung sớm một tháng huấn luyện chủ yếu là về thể lực khi đó đã biết có những cảnh đánh nào kiên nghi san đạo diễn hành động kiên nghi san cũng đã kiểm tra tất cả các điểm quay tại hiện trường quay xong đã cho chúng tôi xem cắt ngắn một cách đơn giản để hiểu được hiệu ứng muốn thể hiện ra sao vì vậy trong tháng đó chúng tôi đã liên tục luyện tập các cảnh sắp quay, luyện đến khoảng 7-8% mới bắt đầu quay. Tất nhiên khi quay cũng có rất nhiều thay đổi. Thực hiện các cảnh hành động theo cách sắp xếp như một vũ điệu, liên tục luyện tập để đạt được sự trôi chảy tinh tế, thành công trong việc thể hiện các cảnh hành động ra ngoài. Và cả quá trình huấn luyện và quay phim trong thời gian dài đã giúp bốn anh em này phát triển mối quan hệ thật sự. Mỗi ngày quay phim, thấp nhất cũng tốn 15 phút. Đã lâu chưa từng thấy nhiệt huyết như vậy, mọi người đều hào hứng, gieo họ cổ vũ lẫn nhau. Trong quá trình quay, phòng trang điểm trở thành trung tâm phục hồi, mọi người luôn phiên quay và nghỉ, mọi người không ngừng tỏ ra hỗ trợ lẫn nhau. Khi quay, không tránh khỏi những vết thương nhỏ và lớn, và mọi người cũng sẵn lòng giúp đỡ nhau để giảm bớt đau đớn, sự đoàn kết của toàn bộ nhóm rất tốt. Đặc biệt là cảnh cuối cùng của bộ phim, khi Trần Lạc Quân đi tìm lại ba anh em ở khu trại, không cần nhiều lời nói, cả trong và ngoài phim đều có cảm xúc thật sự, và lúc đó thật sự không muốn rời đi, thật sự cảm, động không thể diễn tả được. Đừng để mình bị dập khuôn, khi nhắc đến Lâm Phong người ta sẽ nghĩ ngay đến nhiều tác phẩm truyền hình của anh như Bạo Xít, Quản gia nhỏ, Danh chính, nhưng phim điện ảnh thì sao? Chưa có một bộ phim nào mà mọi người có thể nhanh chóng nhớ đến. Thực ra, Lâm Phong may mắn khi mới ra mắt đã có cơ hội tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên biệt luyến năm 2001, đạo diễn là Mạch Triệu Huy trước khi ông quay vô gian đạo năm 2002, và nữ chính là Lý Thái Hòa. Sau khi nếm mùi phim điện ảnh, Lâm Phong không bao giờ quên, nhưng tiếc rằng không nhận được phản ứng nào. Trong 10 năm sau đó, tôi tham gia nhiều bộ phim truyền hình, nhưng tôi phải duy trì sự nhiệt huyết của mình. ngọn lửa diễn viên không thể tắt, nếu tắt đi thì sẽ trở thành một mẫu mực. Làm diễn viên, tôi không thể tự định hình mình. Bị dập khuôn, có thể sẽ nhận được danh hiệu ông Hoàng 20, nhưng Lâm Phong không muốn, anh muốn mang lại cho khán giả cảm giác mới mẻ nhất. Bởi vì tôi nghĩ rằng một diễn viên mà khán giả có thể dự đoán được, không có gì đáng xem, tôi biết bạn sẽ diễn như vậy nhưng tại sao bạn lại diễn như vậy phải suy nghĩ về vô số khả năng đặc biệt là trong phim nhiều khi thực sự phải tự mình sáng tạo ra không muốn bị dập khuôn nhưng trong những ngày ở truyền hình lại bị định là nam chính ưu tiên diễn vai trung thực tôi cũng cảm ơn vì có nhiều cơ hội khi đóng phim nhưng phải hiểu rằng khán giả truyền hình có giới hạn độ tuổi không thể quá mạnh mẽ quá đột phá nếu bạn đóng vai chính trong phim thì mãi mãi chỉ là một loại vai làm thế nào để tìm ra sự khác biệt trong vai trò đã được xác định thực sự là khó phải thử nghiệm nhưng không biết có thành công không. Nhưng thay đổi thành công mà anh đã đấu tranh. Thực ra, từ những lần biểu diễn của Lâm Phong ở giai đoạn cuối của TVB, đã thấy được một chút khác biệt, như là trong cuộc hẹn tử thần năm 2011 khi anh đóng vai một nhà thô minh nghiệt ngã và trong sứ đồ hành giả khi anh đóng. vai bạo ship một cảnh sát chìm của ship. Đây đều là kết quả của sự nỗ lực của Lâm Phong để đạt được. Tôi đã hỏi rất nhiều lần, nhưng không ai chịu cho tôi cơ hội thử. Thường thì câu trả lời đều là, không được bạn làm thế nào với loại vai này. Phải cân nhắc nhiều yếu tố, phân chia vai diễn cũng phải cân nhắc. Cuộc hẹn tử thần là một lần thử nghiệm, diễn rất thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn quá non nớt và không thể đi quá xa, không tốt cho khán giả gia đình. Thực ra, cơ hội diễn xuất trong phim cho Lâm Phong không nhiều, cho đến khi ký hợp đồng với công ty quản lý dưới trướng của Cổ Thiên Lạc, bắt đầu có những thay đổi tinh tế. Rất cảm ơn cổ từ Cổ Thiên Lạc, từ đầu đã cho tôi tham gia vào những vài diễn mà tôi chưa từng thử sức, chẳng hạn như vai phản diện trong Thần Thán Đại Chiến và Thủ Khuyết Giả chưa được phát sóng, làm cho khán giả có cảm. Giác mới, đối với tôi như một cuộc di xét, một cơ hội để khán giả lại biết đến tôi. Những phê phán mà Lâm Phong đã từng phải gánh chịu. Trong một khoảng thời gian, Lâm Phong cùng với các nam diễn viên mới nổi khác như Ngô Trắc Hy và Huỳnh Tông Trạch thường xuyên trở thành đối tượng mà cư dân mạng và truyền thông yêu thích trầm biếm. Từ cách nhảy múa, kỹ năng ca hát đến, phong cách ăn mặc, không có gì thoát khỏi sự chỉ trích. Dưới tình hình như vậy, Lâm Phong đã chọn cách làm chính mình. Tôi luôn chỉ làm chính mình, bao gồm cả các đồng nghiệp trong ngành, luôn ưa thích tư duy làm những điều khiến người ta bất ngờ nếu bạn nghĩ rằng tôi không thể thì tôi sẽ cố gắng hơn người ta nói vậy chắc chắn có lý do của riêng mình cho dù đó là quan điểm chủ quan hay khách quan có thể có những điều mà bản thân mình không nhìn thấy tính chất chủ quan của diễn viên rất mạnh mẽ phải có một sự chủ quan mạnh mẽ như vậy mới có thể thuyết phục chính bản thân mình diễn xuất vai diễn đó vì vậy đôi khi sẽ có những điểm mù thái độ như vậy lại khiến cho chính bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn bất kể nhận xét nào cũng là nhận xét tích cực đối với bạn chỉ cần đọc vài lần thôi tất nhiên là phải biết lọc bất phần nào đó đó là một thái độ rộng lượng nhưng khi đối mặt với những tiếng cười chế nhạo về giải thưởng vàng của chắc và khi được tưởng tượng như là ca sĩ nam được yêu thích nhất khu vực châu á thái bình dương những điều đó khiến cho lâm phong cảm thấy ngượng ngùng phải làm sao để tiêu hóa được Lâm Phong, không vấn đề gì cả, không vấn đề. Thực ra, mỗi nghệ sĩ trên sân khấu đều có một nhãn hiệu, nhãn hiệu giúp người ta dễ nhớ bạn hơn, ngay cả khi họ không nhớ bạn thì họ cũng nhớ được nhãn hiệu đó. Đó là một điều tốt, ít nhất là họ nhận biết được bạn. Ngày nay, không ít nghệ sĩ khi nghe thấy những chỉ trích không dễ chịu không chỉ không biến thành kinh nghiệm mà còn biến thành sự căm ghét và họ trả lời lại những bình luận đó. Để có thể đạt được thái độ của Lâm Phong như ngày xưa, nó thật sự là không dễ dàng. Lâm Phong, ban đầu, tâm trạng chưa được ổn định chắc chắn là sẽ không vui lòng, lúc đó tôi chọn không đọc, bạn không thể kiểm soát được chính bản thân mình tình cảm, bạn không thể trở thành diễn viên, lời của người trải qua, bạn hiểu được chứ? Lâm Phong tên tiếng Anh là Jay Mon Lam, sinh ngày mùng 8 tháng 12 năm 1979 tại Hạ Môn, Phúc Kiến Trung Quốc là một nam ca sĩ, người dẫn chương trình, kiêm, diễn viên truyền hình và diễn viên điện ảnh nổi tiếng, người Hồng Kông gốc Trung Quốc. Anh từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB. Năm 2 tuổi Lâm Phong được cha mẹ đưa đến Hồng Kông. Nhưng trường tiểu học, Lâm Phong theo học sử dụng tiếng quan thoại để giảng dạy. Vì thế từ nhỏ, anh đã thông thạo cả tiếng phổ thông và tiếng Quảng Đông. Đến trung học, do bận tâm về sức khỏe của ông nội mình, anh lại chuyển về hạ môn học để ở cùng ông. Lúc đó anh theo học trường nam sinh tại đây. Đến 52 tuổi anh đã đến Thượng Hải theo hai nhà âm nhạc, chờ danh Chu Phùng Bắc và Thi Hồng Ngạc, để học hát và các loại nhạc cụ. Đồng thời, anh cũng là học trò hàng đầu của nhà sản xuất âm nhạc, đối tư thông. Năm 2000 anh được chọn vào vai anh chàng đầu tôm cùng bạn diễn dương thiên hoa và bắt đầu gây sự ý với khán giả TVB. Năm 2001 anh được giao vai giành chính trong phim Cô Máy Thời Gian. Vai diễn đã giúp anh giành được danh hiệu diễn viên mới, triển vọng nhất của Net TV World và được giới báo chí đánh giá như ngôi sao sáng mới của Hong Kong. Cô Máy Thời Gian là bộ phim truyền hình Hồng Kông do TVB sản xuất năm 2001 dựa trên tiểu thuyết tầm tần ký của nhà văn Hoàng Dịch. Phim kể về câu chuyện du hành ngược thời gian của một cảnh sát Hồng Kông thế kỷ 21 trở về thời chiến quốc của Trung Quốc, cách đó 2.000 năm. Tại đây anh ta đã tham gia vào nhiều sự kiện, lịch sử quan trọng, dẫn đến lần đầu thống nhất Trung Hoa của nhà Tân. Bộ phim được phát sóng lần đầu từ ngày 15 tháng 10 tới ngày mùng 7 tháng 12 năm 2001. Trên kênh TVB, ghê lâm phong vai triệu bản trên danh chính, còn công chúa triệu nhã, triệu bàng, bị khinh thường và sỉ nhục bởi các công tử khác, bởi vì mẫu thân anh ta có hành sáu dâm loạn. Triệu cơ sau này nhầm lẫn triệu bàng là con của cô ta, sau khi được giải thoát khỏi nước, triệu triệu bàn đến nước tần với tên là danh chính một hoàng tử của nước tần danh chính trở thành thái tử của nước tần và sau cùng trở thành hoàng đế tần thủy hoàng năm 1997 chủ tịch công ty âm nhạc Polygram sau khi biết đến giọng hát của lâm phong đã đề nghị ký kết hợp đồng ca sĩ với anh nhưng lúc đó do anh vẫn còn quá trẻ cộng thêm tình hình cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 anh đã từ bỏ cơ hội này và quyết định chọn học ngành kiến trúc để kế thừa sự nghiệp của cha năm thứ nhất tại đại học hạ môn trong cuộc thi hát do trường tổ chức Lâm Phong đã giành được giải nhất khi thể hiện ca khúc trữ tình nổi, biến tình yêu là vĩnh hằng. Một năm sau đó, anh chuyển đến Mỹ học tại trường Nam California. Theo học chuyên ngành kiến trúc, anh vẫn chọn ngành phụ là âm nhạc. Sau đó trong kỳ thi âm nhạc, với sự thể hiện trong ca khúc đêm trên đồng cỏ, Lâm Phong được giáo sư khen ngợi và đánh giá cao, gợi ý anh nên chọn ngành chính là âm nhạc. Nhưng anh đã từ chối. Năm 1998 anh trở về Hồng Kông, tình cờ hứng thú, ghi danh vào khóa học diễn xuất thứ 13 của TVB. Và sau đó, anh đã chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn viên của mình. Với TVB năm 2007 tập đoàn Anh Hoàng Em, anh đã mời anh ký kết hợp đồng ca sĩ và anh đã chính thức bắt đầu thực hiện ước mơ. Âm nhạc của mình, dưới sự đề bốc của em, Ad Lâm Phong đã thành công ra mắt nhiều album và tổ chức các con rất lớn tại nhiều nơi trên thế giới, trở thành một trong những ca sĩ căng tố Pussy có sức ảnh hưởng nhất Hồng Kông. Sau khi hoàn thành khóa học diễn xuất tại TVB, với khả năng ngôn ngữ nhiều thứ tiếng, Lâm Phong được TVB giao, đảm nhận vai trò dẫn chương trình của đài đi đến cả Thái Lan và Indonesia, sau đó bắt đầu đóng những vai nhỏ, quân chúng trong một số bộ phim. Mà, sau chuyện tình với người à. thiên ngữ, trai của Lâm Phong đã đánh, đánh là, mai mối, xe thêm cho con trai mình với <laughs> cô gái ngon hiện trên đường việc. <laughs> Bây giờ, Trương Thịnh Nguyệt chỉ là một người mẫu nổi tiếng lại Lâm Phong những 11 tuổi. Dù vậy nhưng với nhan sắc xinh đẹp, tính cách dịu hiền, ngoan ngoãn hiểu chuyện, cô đã được lòng của Lâm Phong cũng như cha mẹ anh. Hình Nguyệt xuất thân trong gia tộc khá giả có truyền thống kinh doanh ở tỉnh Giang Tô. Trương Hình Nguyệt xuất thân là người mẫu nội y, sau đó chuyển hướng sang đóng phim vào năm 2016. Mãi đến tháng 3 năm 2018, khi Lâm Phong Trương Hình Nguyệt và cha mẹ nam diễn viên cùng đi du lịch, tình yêu của họ mới bị giới truyền thông biết được. Cô vốn chỉ là nghệ sĩ ít tên tuổi trong làng giải trí, nhưng kể từ sau khi hẹn hò với Lâm Phong, Hình Nguyệt nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón.